Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cử Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cử Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6 19 tháng 7 2019 Dow Jones 27.154.20, with today trừ 0.65% và year today, cộng 16.40%. Nasdaq 8.146.49, with today trừ 1.18% và year today, cộng 22.78%. S&P 500 2.976.61, with today trừ 1.23% và year today, cộng 18.74%. Giá vàng là 1.426 đô la 50 cent một ounce, căn cứ vào thứ Sáu 19 tháng 7 2019. Giá dầu thô 55 đô la 74 cent một euro cũng căn cứ vào thứ Sáu 19 tháng 7 2019. Giá xăng 2 đô la 784 một ga lông, căn cứ và dữ kiện từ công ty AAA thứ Sáu 19 tháng 7 2019. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương với 0.8901 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ 6 19 tháng 7 2019 cũng một đô la Hoa Kỳ tương đương với 0.7999 của đồng Anh Kim Anh Quốc và tương đương với 6.88 của đồng dân nhân dân tệ Trung Quốc. Một đô la Hoa Kỳ tương đương với 107.71 của đồng Yen của Nhật Bản và tương đương với 62.99 của đồng rúp của Nga. Một đô la Hoa Kỳ cũng tương đương với 1.31 của đồng đô la của Gia Nó Đại và tương đương với 1.42 của đồng đô la Úc đại lợi. Lãi suất mortgage theo công ty Mac thứ năm ngày 18 tháng 7 2019. 30 năm cố định là 3.81% và 15 năm cố định là 3.23%. Tình trạng thất nghiệp, tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 13 tháng 7 2019 có 216.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 8.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 200 28 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 6 tháng 7 2019, Mỹ có 1 triệu 686.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 42.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 6 2019 đã cung cấp 224.000 việc làm mới, vượt xa sự kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế. Riêng trong tháng 6 đã có thêm 335.000 người gia nhập vào lực lượng lao động hơn thường lệ nên khiến cho tỷ số thất nghiệp gia tăng lên chút ít. Phần lớn số công việc làm mới được cung cấp bởi ngành sức khỏe và y tế, ngành chuyên nghiệp và phục vụ, ngành xây cất đã cung cấp 21.000 việc làm mới và ngành chế tạo đã cung cấp 17.000 việc làm. Ngành bán lẻ online cung cấp thêm 24.000 việc làm mới trong tháng 6. Tỷ số thất nghiệp của tháng 6 ở mức 3.7% vẫn là mức thấp nhất trong gần một nửa thế kỷ hay 49 năm kể từ năm 1969. Lương trung bình của dân Mỹ trong tháng 6 tăng khoảng 3.1% so với mấy tháng đầu năm 2019. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product cho tam các nguyệt đầu tiên tháng Giêng, tháng 2 và tháng 3 của năm 2019 đã được Bộ Thương mại công bố là cộng 3.2% là một tỷ số phát triển kinh tế rất mạnh của Mỹ vượt xa sự kỳ vọng. Theo lịch sử của tổng sản lượng nội địa GDP, tỷ số GDP của Tam Cát Nguyệt đầu năm thường rất thấp. Tuy vậy, tỷ số GDP vẫn ở mức cộng 3.2%, để chứng tỏ rằng chính sách phát triển kinh tế của Tổng thống Donald Trump và nội các của ông đã thành công vĩ đại, đúng như lời ông đã hứa khi ra tranh cử. Bình luận về kinh tế Mỹ, tuần này thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đều đi xuống, vì sự sợ hãi về chính trị địa dư liên quan đến Iran, Anh quốc và Hoa Kỳ. Iran đã bắt giữ hai tàu chở dầu của Anh quốc. Tổng thống Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ là một đồng minh rất thân cận với Anh quốc và Hoa Kỳ có nhiều tàu hải quân trong vùng. Đầu ngày thứ Sáu, Tổng thống Trump còn cho biết chiến hạm USS Boxer đã bắn hạ một phi cơ không người lái của Iran vì phi cơ này đã đến gần trong phạm vi 1.000 gia cách tàu hải quân Mỹ. Giá dầu đã lên 1.5% ở mức 56 đô la một berro. Mặc dù tình hình căng thẳng như vậy nhưng kinh tế Mỹ đã và đang tiếp tục phát triển rất mạnh. Riêng ngày thứ Sáu 19 tháng 7, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 2%, Hong Kong Hang Seng tăng cộng 1.07%, London FTSE 100 tăng cộng 0.21%, Shanghai Composite tăng cộng 0.79% và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.26%. Chúng tôi xin được nhắc lại giá trị của chứng khoán là giá trị của sự kỳ vọng nên rất nhạy cảm với tin tức thời sự bên ngoài và không nhất thiết luôn luôn phản ảnh trung thực tình trạng kinh tế của nước Mỹ. Sự nhạy cảm này thường chỉ có giá trị đoán kỳ mà thôi. Tuần này giá dầu thô bị dao động ở mức trên dưới 60 đô la một barrel vì bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Barry tại vùng vịnh Mexico. Mỹ đang tiếp tục cấm vận North Korea, Iran và Venezuela. Tình hình an ninh bất ổn tại Venezuela và cấm vận mua bán dầu tại Iran, North Korea cũng như tại Venezuela cùng với sự căng thẳng của cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc và cũng đang là mùa tranh cử đã gây thêm sự căng thẳng cho chính trường tại Mỹ và thị trường dầu trên thế giới. Đồng đô la tuần qua lên giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim của Anh Quốc nhưng xuống giá so với đồng Yen của Nhật và so với đồng rabo của Nga. Nhưng đồng đô la không thay đổi so với đồng doanh nhân dân tệ Trung Quốc, so với đồng đô la gia nó đại và với đồng đô la Úc đại lợi. Vì bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Berry ở vùng vịnh Mexico, giá dầu thô và giá xăng đã tạm thời đi lên. Giá dầu đi lên 4.5% ngay cả trước khi cơn bão thực sự đi tới, với lý do phòng hờ phải ngưng sản xuất. Giá dầu thô Hiện đang ở mức 55 đô la 74 cent một euro. Giá xăng ở mức 2 đô la 784 một galon, Giá vàng lên mức 1.426 đô la 50 cent một ounce hôm thứ Sáu 19 tháng 7. Lãi suất mortgage ở mức 3.81% cho 30 năm cố định và 3.23% cho 15 năm cố định. Kinh tế thế giới Ông Andy Burdi nguyên trưởng an ninh quốc gia của Bộ Homeland Security của Mỹ, hiện là Chief Security Officer của công ty Huawei của Trung Quốc, đã phát biểu hôm thứ Sáu 19 tháng 7 rằng ông nghĩ rằng nội các của Tổng thống Donald Trump đã chọn sai đường để bảo vệ nước Mỹ. Ông nghĩ rằng chính phủ đã nghiêng về phía sau để giữ an toàn cho nước Mỹ, nhưng họ đã đi quá xa. Về lâu về dài, nếu Huawei bị buộc phải ra khỏi nước Mỹ và không trở lại nữa, thì Mỹ sẽ bị mất công ăn việc làm. Và tôi nghĩ rằng Mỹ sẽ bị tổn thương. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington DC at sptn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự gia tiệc dạ vũ sắc hoa màu nhớ lễ tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7 2019, tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042. Mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho Thường Phái Binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301 529 5603, Bích Duyên 703 599 6043.